Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu với sự hỗ trợ của tỉnh và sự vào cuộc tích cực của ngành nông nghiệp cùng với các địa phương, người dân đã được hỗ trợ cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao. Việc xây dựng vườn mẫu là giải pháp để nâng tầm chất lượng nông thôn mới, bởi phát triển kinh tế vườn không chỉ tạo cảnh quan đẹp mà còn nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân địa phương. Trước đây, khu vườn hơn 3.000 m2 của gia đình ông Giang Quang Trung ở xóm Hiên Minh, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, chủ yếu là cây già cỗi, đất đai ngày càng bạc màu, giá trị kinh tế thu về từ vườn chẳng đáng là bao. Từ khi được địa phương tuyên truyền xây dựng các khu vườn mẫu, gia đình ông đã thiết kế, quy hoạch lại. Hơn 100 gốc na, bưởi, nhãn được trồng thay thế theo đúng quy trình hướng dẫn của Hội làm vườn tỉnh. Từ khu vườn đã giúp gia đình ông nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Sau khi xã La Hiên đã hoàn thành được xã chuẩn nông thôn mới, thì đến giai đoạn 2, xóm Hiên Minh là một xóm được xã La Hiên chọn là xây dựng xóm nông thôn kiểu mẫu. Thì chúng tôi tiến đến một bước, tức là xây dựng những khu vườn mẫu để đạt hiệu quả kinh tế cao và xây dựng nông thôn ngày càng xanh sạch đẹp. Vườn mẫu chính là cái giải pháp quan trọng trong nhằm trực tiếp nâng cao cái chất lượng đời sống vật chất, giá trị tinh thần của người dân nông thôn và làm rõ hơn về cái chương trình xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư cũng như là từng hộ dân. Đến với xóm Trung Thành 2, xã Vô Chanh hôm nay, những tuyến đường bê tông trải đến tận các nhà dân, những hàng cây hoa rực rỡ sắc màu, đặc biệt là những khu vườn được quy hoạch lại với nhiều loại cây khác nhau. Đó là kết quả từ việc triển khai xây dựng vườn mẫu trên địa bàn xã đã làm chuyển biến nhận thức, ý thức của người dân về phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà ở, bảo vệ môi trường. Từ đó góp phần không nhỏ vào việc đưa xóm Trung Thành 2 về đích xóm nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng kế hoạch đề ra. Những cái vườn mẫu, ô mẫu thì làm cho bà con ta thấy cái ý thức bảo vệ môi trường và làm cái cảnh quan nó đẹp, thế và nó mang lại cái sản phẩm sạch. Để đạt được các tiêu chí về vườn mẫu, các mô hình đều phải đáp ứng được 5 tiêu chí, đó là thực hiện đúng quy hoạch, có hệ thống tưới nước, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến. Sản phẩm hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo môi trường cảnh quan. Đây là nội dung rất là tiến bộ, gia đình cần tiếp cận để tổ thực hiện nó hiệu quả, giải phóng được cái sức lao động cũng như là rồi tăng năng suất lao động rất là nhiều. Nhìn từ các mô hình vườn mẫu đã triển khai trên địa bàn tỉnh, có thể thấy đây là mô hình rất phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhiều địa phương. Với mức đầu tư không lớn, đồng thời có điều kiện áp dụng kỹ thuật chăn nuôi dùng các sản phẩm sinh học sẽ góp phần đáng kể trong bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan và xây dựng nông thôn mới, đồng thời là bước đệm để thúc đẩy các mô hình kinh tế VAC và kinh tế vườn theo hướng bền vững. Trong những năm tiếp theo, Hội làm vườn tỉnh tiếp tục phối hợp với Hội làm vườn Việt Nam, các ban ngành địa phương trong tỉnh, tiếp tục xây dựng các vườn mẫu ở các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Bình, xây dựng các vườn mẫu để nâng cao hiệu quả kinh tế các hộ gia đình, góp phần và đạt mục tiêu tiêu chí, bộ tiêu chí của nông thôn mới. Hình thành khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đã tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức của người dân về phát triển kinh tế, làm thay đổi tư tưởng sản xuất truyền thống tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, kết nối thị trường, phát huy hiệu quả tiềm năng đất vườn và tận dụng lao động nhàn rỗi, từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đó chính là cái đích mà nông dân Thái Nguyên đang hướng đến.